Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Invest TV. Hiện nay thì mình đang ở trong cái trình duyệt PI vào cái mục Brainstorm. Thì đây là những cái dự án mà đã từng tham gia cái cuộc thi hackathon của PI Network tổ chức cách đây cũng khá lâu rồi. Thì một trong số cũng khá nhiều các cái dự án trong số những cái dự án là được giải ở trong cái list danh sách này hiện nay thì vẫn đang tiếp tục phát triển và hoàn thiện, ví dụ như Pi Chuyên Mail này, và ở phía dưới này có Pi Ba Tư Mail. Đó là những cái trang thương mại điện tử mà được phát triển từ cái thị trường ở Trung Quốc. Thực ra thì ở Trung trụ sở của họ đặt ở Trung Quốc hay là Hồng Kông thì đến nay thì vẫn còn có nhiều cái ý kiến trái chiều, như Pi Chuyên Mail thì họ đã xác nhận chính thức là họ không có cái văn phòng hay là cái trụ sở nào tại Trung Quốc đại lục rồi, mà văn phòng của họ tại Hồng Kông, nhưng mà hoạt động của họ thì được phát triển ở Trung Quốc. Thì cũng có nhiều lý do, nhưng mà thôi bỏ qua những cái dự án này đi, mà cái mà dự án mà mình quan tâm đến ở trong cái bản tin ngày hôm nay đó là chính là cái dự án P2Go Travel Service. Thì đây là cái dự án gì? Đây là cái dự án mà bạn có thể nói lum la là bạn có thể cầm cái Pi coin ở trong ví của các bạn đi du lịch khắp mọi nơi trên thế giới được, từ việc đặt vé, từ việc đặt vé đến những khu du lịch nghỉ dưỡng này, đặt vé di chuyển này, ví dụ như vé máy bay, tàu hỏa rồi đấy các thứ, đặt phòng khách sạn, nhà hàng và dịch vụ delivery meal, nghĩa là chuyển phát thức ăn gì đấy. Đấy, rồi dịch vụ vận chuyển ở trong các cái khu du lịch này. Đấy, quà tặng lưu niệm cho khách du lịch này. Đó, rất nhiều thứ. Thì các bạn có thể vào cái trang P2Go Service Twister này ở trên trang của họ. Thì đây mình có vào rồi. Các bạn vào cái trang P2Go gạch dưới service này mới đúng là trang của họ nhé. Thì cái thông tin hay ho nhất mà mới được họ đăng lên trên trang Twist của họ đó chính là việc cái dự án P2Go này sẽ chính thức mainnet vào cái ngày mùng 7 tháng 12. Hôm nay là 30 tháng 11 rồi. Như vậy là còn 7 ngày nữa là đến cái thời điểm mà P2Go chính thức mainnet. Và rất là tò mò, cái hệ sinh thái của P2Go này nó sẽ bắt đầu từ đâu, từ thị trường nào, Trung Quốc, khu vực châu Á, khu vực châu Âu hay là khu vực châu Mỹ. Đó là cái mà rất nhiều người mong đợi. Thì nếu mà bạn nào mà có cái sở thích xê dịch mà có sẵn Pi ở trong ví đủ để có thể bỏ ra sử dụng ở trong cái giai đoạn hiện nay thì cái thông tin này cũng khá là đáng mừng. Chúng ta biết được rằng là dự án Pi Network hiện nay thì vẫn đang trong cái giai đoạn hoàn thiện, và các anh em đào Pi ở trên toàn thế giới thì đoán già đoán non cái thời điểm mà dự án sẽ đi lên mainnet chính thức, nhưng mà vẫn chưa thấy những cái động thái hay là cái thông báo gì rõ ràng từ phía Pico Team. Nhưng mà bên những cái hệ sinh thái, những cái râu ria ở xung quanh dự án Pi Network thì hiện nay họ đã dần hình thành và đang hoàn thiện từng bước một rồi. Đầu tiên đó như là mình kể đến các bạn, đó là Pi Chuyên Mail rồi Pi Ba Tư Mail, đó là những cái trang thương mại điện tử đây. Đó, họ đã bắt đầu khởi chạy và đang dần hoàn thiện rồi. Thực ra thì anh em ở Trung Quốc thì cũng đặt được khá nhiều hàng hóa tại cái trang Pi Chuyên Mail ở Trung Quốc rồi. Trung Quốc thì họ hàng hóa họ phát triển hơn, thế nên là họ là công xưởng của thế giới, hàng hóa bên đấy thì sẵn lắm. Thì chỉ cần là cái cộng đồng sử dụng Pi ở bên đấy họ nhiều lên thôi là cái số lượng giao dịch qua cái trang đấy thì mình nghĩ cũng đạt là khá khủng đấy. Và thêm nữa, Trung Quốc là một cái thị trường có cái lĩnh vực thương mại điện tử rất là phát triển, mình đánh giá nó khi còn phát triển hơn cả Âu Mỹ luôn các bạn ạ. Đấy thì rất mong là tại cái thị trường Trung Quốc họ thành công để lan tỏa ra các cái thị trường khác. Thì P2Go này cũng sẽ là một cái mà rất là được nhiều anh em mong chờ. Bởi vì các bạn biết bây giờ có tiền thì chúng ta sẽ tập trung vào du lịch.
ăn mặc đã đủ rồi, không còn quá thiếu thốn như ngày trước nữa, thì cái những cái dịch vụ để góp phần làm cho giải quyết cái khâu tinh thần đấy, đi du lịch để làm gì, để cho bạn cảm thấy thoải mái, làm cho tinh thần thoải mái, cho nó đỡ căng thẳng, thì bây giờ là cái lĩnh vực mà được nhiều các cái công ty, các tập đoàn lớn thì nhắm vào. Thì một cái dự án tên là P2Go như thế này, nằm ở trong cái hệ sinh thái P-Network, gần như là mình thấy là cũng rất là thức thời khi mà họ biết nắm bắt cái xu thế của thị trường để cho ra được cái sản phẩm như thế này, mình thấy khá là hay, và rất mong là dự án sẽ có những cái bước đột phá trong sau cái ngày mainnet này, để anh em chúng ta nếu ai có sẵn Pi trong ví sẽ được hưởng lợi và sẽ được hưởng những cái dịch vụ từ P2Go bằng chính cái đồng Bitcoin mà các anh em đã khai thác rất miệt mài cật lực ở trong gần hơn 3 năm vừa qua. Rồi, ok, bản tin ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo của kênh Invest TV. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Invest TV. Hiện nay thì mình đang ở trong cái trình duyệt Pi vào cái mục Brainstorm. Thì đây là những cái dự án mà đã từng tham gia cái cuộc thi Hackathon của Pi Network tổ chức cách đây cũng khá lâu rồi. Thì một trong số cũng khá nhiều các cái dự án trong số những cái dự án đã được giải ở trong cái list danh sách này hiện nay thì vẫn đang tiếp tục phát triển và hoàn thiện, ví dụ như Pi Chain Mail này, và ở phía dưới này có Pi Barter Mail, đó là những cái trang thương mại điện tử mà được phát triển từ cái thị trường ở Trung Quốc. Thực ra thì ở Trung trụ sở của họ đặt ở Trung Quốc hay là Hồng Kông thì đến nay thì vẫn còn có nhiều cái ý kiến trái chiều, như Pi Chainmail thì họ đã xác nhận chính thức là họ không có cái văn phòng hay là cái trụ sở nào tại Trung Quốc đại lục rồi, mà văn phòng của họ tại Hồng Kông, nhưng mà hoạt động của họ thì được phát triển ở Trung Quốc. Thì cũng có nhiều lý do, nhưng mà thôi bỏ qua những cái dự án này đi, mà cái mà dự án mà mình quan tâm đến ở trong cái bản tin ngày hôm nay đó là chính là cái dự án P2Go Travel Service. Thì đây là cái dự án gì? Đây là cái dự án mà bạn có thể nói lung la là bạn có thể cầm cái Pi coin ở trong ví của các bạn đi du lịch khắp mọi nơi trên thế giới được, từ việc đặt vé, từ việc đặt những cái vé, đặt vé đến những khu du lịch nghỉ dưỡng này, đặt vé di chuyển này, ví dụ như vé máy bay, tàu hỏa rồi đấy các thứ, đặt phòng khách sạn, nhà hàng và dịch vụ delivery meal, nghĩa là chuyển phát thức ăn gì đấy. Đấy, rồi dịch vụ vận chuyển ở trong các cái khu du lịch này. Đấy, quà tặng lưu niệm cho khách du lịch này. Đó, rất nhiều thứ. Thì các bạn có thể vào cái trang P2Go Service Twister này ở trên trang của họ, thì đây mình có vào rồi. Các bạn vào cái trang P2Go gạch dưới Service này mới đúng là trang của họ nhé. Thì cái thông tin hay ho nhất mà mới được họ đăng lên trên trang Twist của họ đó chính là việc cái dự án P2Go này sẽ chính thức mainnet vào cái ngày mùng 7 tháng 12. Hôm nay là 30 tháng 11 rồi, như vậy là còn 7 ngày nữa là đến cái thời điểm mà P2Go chính thức mainnet. Và rất là tò mò cái hệ sinh thái của P2Go này nó sẽ bắt đầu từ đâu, từ thị trường nào, Trung Quốc, khu vực châu Á, khu vực châu Âu hay là khu vực châu Mỹ, đó là cái mà rất nhiều người mong đợi. Thì nếu mà bạn nào mà có cái sở thích xê dịch mà có sẵn Pi ở trong ví đủ để có thể bỏ ra sử dụng ở trong cái giai đoạn hiện nay thì cái thông tin này cũng khá là đáng mừng. Chúng ta biết được rằng là dự án Pi Network hiện nay thì vẫn đang trong cái giai đoạn hoàn thiện, và các anh em đào Pi ở trên toàn thế giới đoán già đoán non cái thời điểm mà dự án sẽ đi lên mainnet chính thức, nhưng mà vẫn chưa thấy những cái động thái hay là cái thông báo gì rõ ràng từ phía Pico Team. Nhưng mà bên những cái hệ sinh thái, những cái râu ria ở xung quanh dự án Pi Network thì hiện nay họ đã dần hình thành và đang hoàn thiện từng bước một rồi. Đầu tiên đó như là mình kể đến các bạn, đó là Pi Chain Mail,
Pi chuyên mail rồi Pi Battle Mail, đó là những cái trang thương mại điện tử đây. Đó, họ đã bắt đầu khởi chạy và đang dần hoàn thiện rồi. Thực ra thì anh em ở Trung Quốc thì cũng đặt được khá nhiều hàng hóa tại cái trang Pi chuyên mail ở Trung Quốc rồi. Trung Quốc thì họ hàng hóa họ phát triển hơn, thế nên là họ là công xưởng của thế giới, hàng hóa bên đấy thì sẵn lắm. Thì chủ chỉ cần là cái cộng đồng sử dụng Pi ở bên đấy họ nhiều lên thôi là cái số lượng giao dịch qua cái trang đấy thì mình nghĩ cũng đạt là khá khủng đấy. Và thêm nữa, Trung Quốc là một cái thị trường có cái lĩnh vực thương mại điện tử rất là phát triển, mình đánh giá nó khi còn phát triển hơn cả Âu Mỹ luôn các bạn ạ. Đấy thì rất mong là tại cái thị trường Trung Quốc họ thành công để lan tỏa ra các cái thị trường khác. Thì P2Go này cũng sẽ là một cái mà rất là được nhiều anh em mong chờ. Bởi vì các bạn biết bây giờ có tiền thì chúng ta sẽ tập trung vào du lịch, ăn mặc đã đủ rồi, không còn quá thiếu thốn như ngày trước nữa, thì cái những cái dịch vụ để góp phần làm cho giải quyết cái khâu tinh thần đấy, đi du lịch để làm gì, để cho bạn cảm thấy thoải mái, làm cho tinh thần thoải mái, cho nó đỡ căng thẳng, thì bây giờ là cái lĩnh vực mà được nhiều các cái công ty, các tập đoàn lớn thì nhắm vào. Thì một cái dự án tên là P2Go như thế này nằm ở trong cái hệ sinh thái P-Network, gần như là mình thấy là cũng rất là thức thời khi mà họ biết nắm bắt cái xu thế của thị trường để cho ra được cái sản phẩm như thế này, mình thấy khá là hay và rất mong là dự án sẽ có những cái bước đột phá trong sau cái ngày mainnet này, để anh em chúng ta nếu ai có sẵn Pi trong ví sẽ được hưởng lợi và sẽ được hưởng những cái dịch vụ từ P2Go bằng chính cái đồng Bitcoin mà các anh em đã khai thác rất miệt mài cật lực ở trong gần hơn 3 năm vừa qua. Rồi, ok, bản tin ngày hôm nay xin được tạm dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo của kênh Invest TV.